Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có vai trò vị trí hết sức quan trọng trong bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và là nền tảng xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân. Nhận thức được điều đó, cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp góp phần lan tỏa phong trào đến các ngành đoàn thể, huy động đông đảo người dân tham gia, ghi nhận tại huyện Lâm Thao. Xã Thạch Sơn là một trong những địa phương điển hình của huyện Lâm Thao trong triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Địa phương đã vận động thành lập được các ban an ninh trật tự, tổ liên gia tự quản, mô hình phòng chống tội phạm được quần chúng nhân dân hưởng tích cực. Đặc biệt với sự đồng tình cao và đóng góp của nhân dân, hệ thống camera an ninh đã được lắp đặt ở hầu hết các tuyến đường. Đầu tháng 7 năm 2024, các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được thành lập tại các khu đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Các hành vi phạm tội, nhất là trộm cắp vặt, nhanh chóng bị phát hiện, ngăn chặn, triệt xóa. Chúng tôi đã phân công bố trí từng thành viên, tức là phụ trách khu vực và kết hợp với camera an ninh cơ sở. Chúng tôi quản lý địa bàn thường xuyên, tức là kiểm tra và phát hiện kịp thời những vấn đề về an ninh trật tự, tuyên truyền bà con nhân dân phải có cái sự cảnh giác. Dân chúng tôi ở trong địa bàn này thì cũng bảo nhau là khi mà có hiện tượng trộm cắp hoặc có cái vấn đề gì thì là thông báo cho nhau kịp thời để mà báo cáo cho các cấp chức năng để mà can thiệp ngay, không để cái việc xấu xảy ra. Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các ban ngành đoàn thể được đẩy mạnh. Toàn huyện Lâm Thao đã xây dựng được 16 mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp với huyện đoàn thanh niên xây dựng 33 mô hình cổng trường an toàn giao thông. Cùng với đó, duy trì hiệu quả hoạt động của trên 150 ban an ninh trật tự ở khu dân cư, gần 1.100 tổ liên gia tự quản, 3 dòng họ tự quản về an ninh trật tự, 150 tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với trên 450 thành viên tại 12 trên 12 xã thị trấn cũng góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững ổn định an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ngoài cái việc đảm bảo cái an ninh trật tự của khu dân cư và ở xã ra thì còn giúp cho những cái người mà ví dụ là quản lý tốt các đối tượng trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế của khu dân cư cũng như ở xã. Công an tỉnh đã có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cái lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, thì công an huyện sẽ phối hợp tốt với cái lớp tập huấn này để bồi dưỡng nâng cao cho cái lực lượng, sẽ hỗ trợ cho công an xã cũng như là công an huyện trong đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở và đẩy mạnh cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, và hướng tới là mọi công việc sẽ được giải quyết ở cơ sở. Hiệu quả lớn nhất từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đó là sự thay đổi tư duy hành động của mỗi người dân, để từ đó mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ, khu dân cư đều chung tay góp sức cùng lực lượng chức năng đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đây cũng là động lực để huyện Lâm Thao phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.